Big gì đây? Là big số 3 này thì có lẽ là sắp 5 nhỉ? Magnus bây giờ thấy ít khi được dùng ở sắp 5. Bây giờ Magnus thường đánh co, đi mid hoặc offlane thôi, 1.2. Được, tôi thấy Daddy chơi game thì cứ chơi chứ không có vấn đề gì đâu. Nhiều người cứ nói Daddy này nọ, nhưng mà kệ, Daddy đam mê chơi Dota thì cứ để Daddy chơi. Nói chung Daddy có chính kiến á, ai nói gì thì nói kệ, tôi đi mid tôi cứ đi, không quan tâm. Được, uy tín luôn. Dandy mắc nước là uy tín đấy. Hy vọng trận đấu này Dandy đánh mắc nước. Bây giờ B8 cứ pick cho mình một con sắp 5 trước đi. Một sắp boss số 5 trong tay của No Fear rồi tính tiếp. Dandy còn thấy thông báo là bị Covid xong rồi trận đấy vẫn đánh, vẫn căng luôn ạ. Tài thật. Đập chết Covid luôn. Vẫn đánh giải, ấm ấm. Sắp 5 rồi. Cái lối chơi này, cái lối lap này thì mình thấy rất nhiều rồi. Một con Orc, cả một con Magnus, đồng nghĩa với việc là carry. Nếu là một con tay ngắn thì siêu sướng. Orc cho tốc chạy, tốc đánh, Magnus cho đam. Bây giờ chỉ cần một con carry tay ngắn thôi, không cần phải lên Fury, đã có Magnus búp. Không cần phải lên song kiếm, đã có Orc búp rồi, chơi rất dễ. Chơi bị sướng ấy, kiểu đồng đội làm hết cho rồi. Orc thì búp tốc, tốc chạy, tốc đánh. Magnus thì búp đam, bây giờ thôi cứ đóng cho mình một con như kiểu là slug cũng được luôn. Lại sư lờ ok luôn, miễn là carry tay ngắn. Có sẵn đam, có sẵn tốc rồi, cứ thế mà farm rồi. Cực kỳ là dễ chơi. Lai Sula lượt pick này là chủ yếu là để đối đầu cả Phượng Hoàng. Khi mà Jack đã ban đi rồi thì Lai Sula là lựa chọn hợp lý để đối đầu ở cặp đôi Mass với cả Phượng. Bởi vì khi mà cái con Mass nó dựng đấu trường và Phượng Hoàng ấp trứng ở cái thành ấy, ở cái thành của cái đấu trường, thì những con tay dài không bắn vào được, chỉ những con tay ngắn thôi. Mà những con tay ngắn thì phải lên BKB. Nhưng mà với Zakonat và Lysuler thì không cần lên BKB. Cả hai đều sử dụng cho mình cái Q. Với Zak là xoay kiếm, với Lysuler là cái Rake, là có thể phá được trứng Phượng Hoàng rồi. Đầu kích thì lượt pick này thì có lẽ là thêm một con support nữa thôi. Có Mask, có Chôn, Phượng support. Nhưng mà tôi chưa dám chắc là Phượng này là Phượng sắp 4 hay Phượng sắp 5. Bây giờ rất nhiều người sử dụng Phượng Hoàng sắp có số 5. Nếu mà đối phương có counter như kiểu là Usa, Snapfire, Zakonat, Lysuler thì đánh Phượng sắp 5 được. Đánh Phượng sắp 5 thì không ấp trứng nhiều, đứng xa khò thôi. Dạo đây tôi thích chơi con Phượng này sắp 5. Và con Bát thì đứng ngoài khò vào là có đam rồi. Sau khi mà giết được một vài thành viên của đối phương thì lúc đấy mình mới ấp trứng cho an toàn. Lysuler đang mạnh đấy. Lysuler đang là carry hot ở meta này luôn nhá. Không yếu một tí nào đâu. Nó mới được thêm cắn thêm phần trăm máu như ngày xưa rồi. Thêm là 1.2% máu. Counter lại những con tăng rất là tốt. Từ khi mà có No Fear về thì công nhận là B8 ban pick quấn hơn. Trận trước ban pick tốt. Trận này thì cũng có chiến thuật. Tuy là nó hơi old school một tí. Băng đất cộng một carry tay ngắn là một chiến thuật nó old school rồi. Để xem là B8 sẽ thể hiện như nào thôi. Vâng, một con Void Spirit dành cho bên phía Noteki. Void Spirit này là Void Spirit Divis rồi. Để đi băng đất nhá, chứ đừng cho anh tôi đánh Lina. Ui, anh tôi đánh Lina sợ tan bùng mắt lắm. Cho anh tôi đánh băng đất đi. Dire team ban. Ban Shadow Fiend. Như vậy là bên phía của team Noteki thì họ đoán là Magnus offlane. Lina sắp 4 nên là ban đi mid hero của Dandy. Cũng hợp lý. Lina bây giờ mới được bắt để phù hợp hơn với cả vị trí sắp 4. Dire team ban.
Radiant team pick. Sở tôm à? Tin tưởng Daddy thế, ban toàn mấy con khó đấy, sao phin cả sở tôm. Hôm qua sao phin, không phải hôm qua mà là trận đấu trước, thì Daddy cầm sao phin thắng được một game. Vậy việc các thứ ulti cũng rất là dẻo. Có disconnect đến từ Dota TV, không sao, sẽ là quay trở lại luôn. Kích tao ra này, vào lại ngay. What? What the fuck cái gì đây? What the fuck is this shit, man? Như nào? Radiant team đã bỏ mẹ em bây giờ. Tao đang xem anh Daddy, chúng mẹ lại không cho tao xem. Dire team pick. Đi bờ so. Cú lửa à? Team bờ so. Thế thì mass này là mass sắp 5 à? Mass sắp 5 rồi. Solo cầm mass rồi. Cú lửa rồi. Con này sắp 5 mình tạm được. Cái gì thế? Alo. Dota TV bị điên à? Dire team pick. Để tao xem anh Daddy không? Cày thật. Mass sắp 5, Timber offlane, Phượng Hoàng sắp 4, John Carry và Void Spirit sẽ là người đi mid. 10 seconds remaining. Hay là Void Spirit sắp 5? Đúng quá nhỉ? Chưa dám chắc. Còn Void Spirit sắp 5 thì cũng có người chơi. Nhưng với solo, solo già rồi. Solo cầm Mass còn được chứ solo mà cầm Void Spirit thì gãy mất. Tôi đang ở công ty mà anh em, cho má gì? Lại đít này. Thấy trận này hay không? Bắt đầu là đi đòn đúng không? Không cho người ta cát đúng không? Viper, ôi dồi ôi, Daddy đánh con đi. Vỉ bơ, trận trước đối phương đánh vỉ bơ thua. Trận này Daddy lại đánh vỉ bơ thì thôi, có cái ba rồi đấy. Vỉ bơ làm gì? Vỉ bơ counter lại Vỉ bơ thọ à? X-Vampire sẽ cầm mask ở vị trí sắp boss số 4. Ok, không phải là một con mask sắp 5. Mask sắp 4 thôi. Solo cầm Phượng sắp 5. Mask sắp 4 thì cả team bờ so. Nghe cái len nó cũng bị cục cục ấy nhỉ. Hai con tăng cơ trâu bò dí vào. Nhưng bên kia cũng có vừa đâu. Light Shuler, cả Ox ở mơ dai cũng sợ gì đâu. Một cái len là 4 con trâu bò đánh nhau, 3 con tướng hệ sở chiang. Và một con Ox thì nó tuy là hệ Intel nhưng mà nó cũng chỉ là Intel trá hình thôi. Nhìn tay nó này, nhìn cái cơ bắp ở tay nó thì trông giống nó là tướng Intel không. Chắc chắn con này phải là tướng sở trang, không hiểu sao lại là tướng in luôn. Mà tay con Ox này nó còn to hơn tay con Mask đấy. Lên này, lên chơi bò đánh nhau rồi. Daddy dạy đối phương chơi Viper à? Được. Daddy chơi Viper nhiều đấy, hero tủ ấy. Tôi nghĩ cái con Viper của Daddy ít nhất phải nút vàng, phải trên thông thạo 12, không ít hơn được. Thấy Daddy chơi rất nhiều luôn, đánh rank các thứ cũng chơi nhiều. Đó, thấy chưa? Biết ngay là 13 luôn. Đúng là hơn 12 luôn. Vẫn chỉ dừng lại ở 13 thôi. This is bullshit. This is bullshit. Tí to hai đầu. 7 giáp. 660 máu. Không giảm máu rồi anh em ạ. À. Bây giờ không phải hơn 800 nữa, 660 máu thôi, 7 giáp. Đấy, làm gì làm đi. Đấm nhau tay đôi cả có max luôn chẳng sợ gì. Lần này thì bên phía B8 họ chủ động di chuyển rồi. Trong trận đấu trước thì họ đứng ở cái chắc 3 của mình. Cái trận này thì 3 người đẩy lên và đang muốn một cái thế gọng kim.
để nếu mà bên phía của Nokic T mà di chuyển xuống cái bounty ở dưới bot là đi luôn. Đó mình để cam cao thế. Này này. Đầu phía đang đi tranh mắt đối phương nhưng cẩn thận ổ nghiện đầu phía ổ nghiện ổ nghiện ổ nghiện chạy 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 chạy. Senchi này trượt rồi. Senchi này không phá được mắt đối phương rồi. Cách cả dặn. Lần này thì bounty chia đều đúng không? Cái Senchi này cũng trượt luôn. Senchi này cũng không chớ. Như vậy là cả hai ông support đều cắm Senchi trượt rồi. Đều không tới. Sẽ là 4 con mắt. Mỗi bên 2 con còn nguyên. Chủ động nhổ cho mình một cái Nether Toxin để có thể ăn con tay dài. Nào không để deny là Dendy có level 2 và anh ta sẽ đi theo quay clip này để harass đối phương bằng cái Q. Rất khó chịu luôn. Nếu mà anh em đi beat với cả một con Viper mà level 1 nó tăng 2 mà anh em không deny được con clip nào để nó lên được level 2 là thôi. Khi clip tràn vào trụ là con Viper nó cũng tràn vào theo để harass bằng cái Q. Bởi vì Viper bắn Q thì không bị trụ bắn lại, harass rất là thoải mái. Chúng ta thấy là Dendy thắng len nha, nhưng bị kéo vào và bị trụ đáp cho một phát khá đau. Anh chàng đam này xử lý tốt đấy. Thôi thôi Dendy sau hết clip rồi về về. Không nói lại đam đừng kéo vào lại chết bây giờ. Nhông 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 nhông. Dina thì một hero sinh ra ở vị trí support số 4 là vô địch ở khoản harass rồi. Cứ sợ tan được đối phương là đấm thôi. Lần này thì như đã nói ở ngay thời điểm ban bích. Đây là cái len trâu bò đánh nhau. Bốn ông trâu bò đánh nhau thôi. Chẳng có gì để xem ở cái len này. Đó, nhưng mà con mask này nó hơi cục nha. Nó đấm ti to hai đầu tương đối đau. Quay lại mà chơi thôi, nó chưa sợ cái gì cả. Ui chết gà. Và không kịp thời lấy cho mình cái stick. Xử lý gà lỗi đến từ Novia rồi. Nick gà hơi tệ. Không tập trung. Ngay lập tức là bị tiếp ngay, trigger ngay. Senchi bị giảm mất 100 range rồi. Từ 1000 còn 900 thôi. Nên bây giờ cắm Senchi anh em phải nắn nót một tí. Đừng cắm quick cast. Cắm thường thôi để mình còn nhìn xem là tầm ảnh hưởng của nó đến đâu. Và lại là đít. Vấn đề này thì tôi nghĩ là do Dota TV. Chứ do gì mạng. Mạng thì liên quan gì đến Disconnect rồi nhở. Bị sao nhở. Trận đấu của Dendy thì lại dở hơi ăn có lợn. Cáu thật đấy. Cả nhiều bị làm sao. Mong rằng là nó sẽ ổn định để chúng ta có thể theo dõi tiếp trận đấu này. Trận đấu đang hay. B8 đã thắng game 1 rồi. Dendy sẽ có cho mình cái rune bounty trên top thôi. Quay trở lại TV về luôn. Và chạy vào rừng mình để ăn nốt cái bounty còn lại chăng. Cái gì là ông coi xử lý ông đi đâu. Ông vào rừng tôi cướp bounty hay như nào. Mặt cứ tím đầu ngay. Phải sử dụng lượng thổ để thủ sủi về rồi. Dendy đang làm tốt nha. 23 last hit. Tuy là cũng có đến từ cái bầy quái rừng vừa rồi. Cái bầy quái rừng 5 con. Nên là nhìn last hit của Dendy trông quấn. Nhưng mà rõ ràng là với một con voice split 15 last hit thì Dendy nhỉnh hơn rất là nhiều rồi. Toon power. Hãy cho Dendy một cái regen. Upapai di chuyển ra có để làm gì đâu. Sau đi anh em, đây mới chỉ ở phút thứ tư thôi. Và nó sẽ là rune water. Thì giáo, nhưng cái giáo này chỉ đẩy một người thôi. Và lượng đam đến từ cái quy của Dendy là đủ. First blood dành cho B8. Và người ăn được là anh tôi. Sau khi có first blood thì mang cho mình đôi giày ra thôi. Tươi thế nhở. Đang chỉ từ đi ăn cái rune water thì lại có thêm một mạng. Quá ổn áp đến từ Dendy. Dưới này thì trôn farm ok đấy. Mắc nớt farm hòa. Đây là một cái len đang hòa. Khi cả trôn cả mắc nớt đều farm được.
Nhưng bây giờ thì sao? X Vampire đến rồi. Vẩy khiên không đủ đam để giết được con gà. Và không còn vẩy khiên để slow thì anh ta phi giáo cũng không làm gì được con mắc nước này đâu. Di chuyển là không quá hay nha. Một con mát sát 4 thì tôi chưa hiểu là để làm gì. Con này sát 4 thì đánh như nào? Rôm ganh, nếu mà bích ra để rôm ganh thì thà chơi có tiny còn hơn. Mát chắc là được cái đấu trường. Thường thì phải là mấy con carry tay dài như kiểu Drow với cả máy bay thì mới sợ cái đấu trường chứ. Chứ Light Sailor cũng chẳng sợ. Dandy Ambit thì căng nha. Tự nhiên có thêm cái phốt lắc thành ra xanh quá. Trên này thì thôi. Ibersaw level 5, 3 điểm với FFMO thì thôi. Light Sailor thì cố gắng đi hòa thôi. Chịu, chẳng làm gì được con Ibersaw nữa rồi. 3 điểm với FFMO thì nó là quá nhiều giáp cũng như là máu regen rồi. No Fear tham minh phút thứ 6 di chuyển vào rừng đối phương để có thể cướp bounty thôi. Rune này thì không dành cho Daddy rồi, nó là một cái rune ưu tiên boss và No Fear sẽ để lại cái bounty để cho Daddy có thể sạc boss tổ. Định di chuyển vào cướp đến từ Mask nhưng mà Lina đã lấy được bounty rồi, thành ra một con Mask level 2, một con Mask sắp boss số 4 di chuyển từ dẫn đến giờ là phế nha. Vượt đến mà thôi, phải là TV ra lần đâu. Voi sở biết anh ta không kịp di chuyển đến rồi. Và như vậy là không có mạng nào dành cho bên phía Team Noteki cả. Tương đối mất thời gian với cái con Lina này, không làm gì được. Ok, ít ra cũng phá được một con mắt của đối phương. Đâu đấy là deny thôi, deny mắt của mình thôi. Không phá được, chui vào clip để trốn. Nhưng mà đang bị cái con Tiberso này harass đau quá. Cứ nằm trong cái con xe, chờ một lúc nữa khi mà hồi đầy máu thì chui ra thăm tiếp. Chấp nhận mất đi cho mình vài con clip của Way này đi. Không vội. Rồi bây giờ chui ra đẹp đẹp. Ôi, lát hit luôn bằng con xe. Ui, dẻo luôn nhá. Lightseller dùng con xe lát hit rồi. Ui, Lightseller đánh khét thế nhở. Trận trước nhìn áo cái beat lát hit tệ mà bây giờ chui vào con xe lát hit như đúng rồi luôn. Được 3 con rồi đấy, thêm con này con thứ 4 ạ. À, nhưng mà trượt rồi. Nào, tăng cho trượt, ừ, trượt rồi. Này được rồi, biết ngay mà. Chú Nam kém đi. Nhìn là biết là cầu thêm phát thôi, chú ra lát hit bằng cái con Light Sailor cho dễ. Lát hit bằng cái con xe, con được con trăng thì bao giờ mới giàu. Cứ tưởng uy tín anh em ạ. 3 con tiếp theo trượt cả 3. Trốn trong đấy thì đỡ bị con Tibersaw harass chứ cũng không phải làm trò gì cả. Anh em nhớ cái đợt mà Light Sailor ở cái thời điểm ulti 1 ấy, level 6 ấy, chui được vào quái Ancient không? Lại chẳng toàn chui vào con Golem xong đứng ở lane lát hit. Hồi đấy còn có trò đánh Light Sailor off lane level 6 chui vào con Golem ra thôi, đối phương không giết được. Mà cái hồi đấy con Golem còn trồng phép khỏe vãi ái à, không hiểu biết kiểu gì. Xong cứ nằm trong con Golem farm Radiant. Về sau cả game ở trong con Golem cứ gọi là dí Radiant đi đốt thôi. Chui ra làm cái gì, trốn trong con Golem cho an toàn. Chủ động boot ở bên phía của team Noteki đang di chuyển rất đông xuống đây rồi. Có Void Spirit và đây là cái thế gặm kìm Dandy. Anh ta bị bắt lại ở đây. Và Dandy và run hết bỏ bạn thôi. May quá, may là Dandy còn một cái run hết để có thể chạy trốn. Là người chết thuê là một con op trong tay đầu phía. Chứ Dandy không có run hết là Dandy cũng đi cùng rồi. Con rồng cũng được, con rồng và con Golem. Nhưng con rồng thì hơi khó lắc hết một tí. Con Golem animation tốt hơn. Con rồng thì được cái là có cái nhổ lửa ấy. Nó giống cái sát của DK bây giờ ấy. Thì farm cái bãi sở tách là ok. Đúng, ngày xưa combo là bắt chơ bật rốt, sau đó là Light Sailor lên kệ xanh rồi nuốt bắt chơ vào, xong rồi Light Sailor lại chui vào con Golem nữa. Ua, khỏe lắm anh, tôi từng chơi combo đấy rồi anh em ạ, khỏe lắm. Một con Golem chống phép nhiều máu xong rồi lại có bắt chơ ở trong,
cứ đuổi theo gì đối phương thôi. Nếu mà đối phương TP thì Butcher anh ta có thể tự chui ra ngoài được nhá, không cần phải live trigger cho có một nút. Thì Butcher anh ta có thể chui ra ngoài để có thể cắn đối phương, cancel TP giết, sau đó live trigger lại chui ra, rồi lại nút cái con Butcher này vào. Ui, combo đấy ngày xưa bạn đấy. Anh em có thể xem lại nếu anh em muốn. Chắc là trên YouTube thì vẫn còn một vài clip combo Butcher với cả live trigger chui vào con Golem. Khá vui. Đấu này thì sẽ lên Amlet đến từ Lifeler thôi. Rồi đang bị cái con Fibersaw cạp khá đau nhá. Đang bết để chờ Viper của Daddy đến. Và thôi xong rồi. Giữ cái stun lại. Chờ DK đã stun. Ui nhưng mà không kịp thì. Và sẽ là TB. Ok. Hơi lỗi. Nghĩ là Nofi thì anh ta nên giữ cái stun lại. Nofi stun hơi vội. Cái UDP đang dí vào Lifeler rồi. Và anh ta đang kịp thời chưa vào trong con Drift. Ở bên phía của quần sau tức ghi phải sủi thôi. Big Vampire đang bị giữ chân lại. Một con Mask support level 4 thì không chạy được. Zone kiểu điêu điêu nhỉ. Voice Bridge đẩy vào thấy đối phương có 3-4 người rồi. Đang đun EV thì đi về là xong, chẳng hiểu sao lại cố dồn vào một con Lifeler. Quá khó. Bộ điểm Ramlin không đủ. Chưa kể là cái stun để follow theo thì cũng là cái kinh giáo của Mask thôi, cũng là hơi hên xui, chưa chắc đã trúng được. Lở quá, tôi thấy Noteki trận này đánh rất là tự hủy luôn. Tuy là đang dẫn 1k nhưng mà những cái pha xử lý trông mù mắt quá. Lại đẩy đến từ bên phía của Noteki. Đấu chưa dựng lên, vững chân được off và cả con mắc lớp ở đây. Và tính là đẹp. Ok, lần này thì là đẹp. Nhưng không, mắc lớp anh ta kịp đẩy ra và né được cho mình cái từ trên rồi. Chỉ có off chết thôi. Quả trứng thì cũng không giữ chân được ai. Và như vậy cái pha ganh vừa rồi là không lãi. Trụ bên phía B8 còn nguyên và chỉ lấy được mạng của support số 5 thôi thì là không quá lãi. Mất đi một cái đấu trường, mất đi một quả trứng. Thì bây giờ bên phía của team Noteki họ sẽ không thể có bắt tiếp được. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Lại bao. Ủa, ai bao ấy? Voice Bridge bao bạn xong rồi. Tinh tinh rồi. Tinh tinh rồi. Mang bớt đi off. Đang lên Solar. Ông này Urban Solar rồi. Trận trước Big Master cũng lên. Trận này đánh một con Magnus cũng lên. Magnus offlane đang không farm nhiều. Đang follow Lifeler để có thể búp đam. Khiến cho Lifeler xanh nhất có thể thôi. Không phải là Blink để có thể AB đẹp. Mà lên một cái Solar. Coi như là một con Magnus nô lệ đấy. Chẳng khác gì Aphabit chạy xanh kìa. Con Magnus chỉ dí theo vị trí của Lifeler để có thể búp thôi. Chơi game nô lệ quá. Hai lần lướt để bắt vào Dandy nhưng mà không. Thử thế này thì là không được rồi. Xvampire khi giáo thành công anh ta sẽ chết ở đây thôi. Voice Bridge đã lùi về rồi. Cú ghi dí vào người của anh tôi và trả giá ngay. Dandy có cho mình một cái giày bay, có một cái phép Prot chạy quá nhanh, không làm gì được. Mà trôn farm tít thế nhở. Lifeler có búp mà không ăn thua nhở. Một phần là do ở cái thời điểm đi land thì Lifeler anh ta gặp một con tim so là cũng bị thọt một tí. Nào, bắt vào mặt con mắc nớt này. Bài xử lý chính xác rồi. Chúng ta vẫn chưa đủ. Khi mà voi xử lý anh ta không hề còn tắt vào sắt nữa. Không còn actual step thì không thể nào dí vào. Lại là Lifeler đứng ở mid để đép thôi. Trận đấu nó đang tương đối chậm. Không hay bằng game trước. Game trước thì hai team đánh nhau máu lửa hơn. Game đấu số 2 này thì cả hai team đang tập trung nhiều vào cái việc farm thôi.
Radiant's bottom tower is under attack. Has that ever been cứ farm này thì chưa biết thế nào. Về cầu bắt tổng thì bên phía ở Noteki có một quả trứng, cũng có đấu trường. Nhưng B8 thì cũng có AP nhá, mang nước mà AP đẹp thì là giết hết đấy. Ok, đây rồi. Cuối cùng thì cũng có thêm một mạng nữa. Nhưng mà Phượng Hoàng phải buộc ấp trứng khi mà bị dính cái lượng đam đến từ ulti của Viper. Chúng bảo vệ cái mạng sống của mình bằng việc ấp trứng thôi. Giết được một con sắp 5. Không có gì nổi bật cả. Cứ farm thôi. Lai Su L xem nào. Cầm gì ra đây? Sàn ghe. Tôi nhớ cái lối bưu Lai Su L ở beta này là Amlet, sàn ghe, sau đó bát luôn nhỉ? Chắc cần bố bát luôn chứ. Hay cứ xong kiếm đi. Có thêm tốc đánh, chạy nhanh hơn cũng hay. Đây rồi. Đấy, Lai Su L lúc nào cũng có hai cái này anh em ạ. Bờ lớp lắc với cả cái power farm nhanh lắm. Lướt về, mắt nhìn thấy nhưng mà Phượng Hoàng đã đi quá xa rồi. Không thể nào với được vào người solo. Thấy đối phương đang boost bot thì bên phía ở team nào tech team họ đang boost ở full beat rồi. Mà Dandy đã di chuyển ra với cái giày tay của mình và đẩy lùi được anh chàng Voice Split cũng như là team vs Thor. Thế trận nó đang rền rứ thôi. Cả hai team đều đánh không quá nhanh. Ulti tốt, đẩy như vận hướng vào cái đấu trường rồi. Đang dồn ra vào người của team vs Thor và chưa thành công nha. Vẫn phải có thêm những cái hit bắn nữa và được. Coi như là hai offlane đổi cho nhau thôi. Rất chủ động đến từ Magnus. Mà cái đấu trường được sử dụng đến từ Mask là đẹp. Cuối cùng thì tôi cũng thấy cái anh chàng X Vampire này có một pha xử lý hay. Không có gì đặc sắc cả nhỉ. Cứ tưởng là đánh nhau to. Không. Mỗi bên giết được một offlane, sau đó lùi về farm tiếp. Trời ơi. Game trước đang hay như thế mà game này buồn ngủ quá. Game trước rõ hay. Game này thì thôi, siêu buồn ngủ. Không hiểu kiểu gì. Bốn đều, rất chắc luôn. Ulti vào, Voice Split đã hết mana. Một cái Ramlin là không đủ. Và đây, một mạng dành cho Dandy. Láo. Láo của anh tôi à. Chết ngay. Sắp A tốt rồi nhá. Thấy con gà đang di chuyển, vớ vẩn là có rồi. 4-5. Ok. B8, họ đang dẫn một kill. Cậu không hiểu là cái ông Voice Split làm cái gì. Ở đây thì bắt được vào người của anh chàng Chôn nhưng mà không. Đang là bait để câu kéo ra TP thôi. Hơi khó. Con Chôn này thì cặp đôi này chưa giết được. Một phần là Chôn đứng gần trụ quá. Bây giờ dí vào là hơi nguy hiểm. Magnus đã có Solar rồi. Một con Magnus đồ lệ thôi. Slave đi. Đấy, Magnus gì. Đấy, thế thôi anh em bạn nhìn cái con Lai Su L này. Khác gì vua không? Empower, Solar liên tục dí vào mồm. Chơi game chẳng khác gì vua. Hai lần lướt, lốc lên chắc chắn. Đem lên, ok. Sẽ có mạng thôi. Em đi không làm gì ra đâu. Còn lại con kia. Còn sắp có số 5 không cần thiết phải cứu làm gì cả. Cảm giác là nguy hiểm thì thôi bỏ luôn. Lại 5 đều. Game đấu rất chậm. Vẫn cai được mà. Ulti Viper là xuyên BKB. Vẫn cai con Chôn thoải mái. Vina sắp 4 lên Etherland rồi. Đang ăn Lusan. Đấu trường dựng lên để câu kéo thời gian cho Chôn. Một quả trứng ấp ra. Và Lai Su L anh ta di chuyển vào nhưng không cướp được. Vina chắc chắn là bỏ mạng đầu tiên. Lai Su L có chạy được hay không đây. Cần thiết thì có thể chui vào băng nước và sau đó xử về cùng nhau. AT luôn đẩy vào. Là dồn đam vào người Tiber So, nhưng anh ta đã kịp thời Tiber trên đi. Có dĩ dai không đây? À tốt vào, lúc đá phép đá đủ đến từ Dandy. Mà no pay, anh ta bị kẹt lại đây rồi và anh ta sẽ chết rồi. Lai Su L thì sao? Đang muốn dí. Còn Lai Su L đang rất khỏe. Viper đằng sau Dandy bắn rất là đau. Bỏ qua Mask để có thể dí vào người của Chôn. Khi mà Lina đủ đam để giết Mask rồi và thôi xong. Ăn được đô san dí với chúng tôi này. Dandy giữ khoảng cách. Con Chôn này sẽ phải sử dụng cho mình ulti.
Dùng hay chưa? Anh ta phải dùng rồi và đã dùng rồi. Nhưng dùng thì để làm gì đây? Khi bị sờ tan lại, chiến thắng Thomas dành cho người thứ 18. Kenji chưa muốn dừng lại, tiếp tục bắn vào người một con mask đã bài bắt ra. Mà thôi, đối phương chạy mất rồi, sẽ là dừng lại rồi. Đồ ta dí, có Egypt tưởng hay, bị ca đến chết ngay. Con trôn này láo. Đi xanh nha, 5-0, acid 3, mega kill rồi. Đánh lại Uyển luôn. À tốt, và sắp sửa là có cho mình DKB rồi. Chưa sắp đâu, mới được cái mảnh to nhất thôi. Còn hai mảnh còn lại là chưa có. Lai xui lời chắc là AC chứ, đúng. Đã chơi theo đường bánh tay thì Amlet, Sanga và AC thôi. Bây giờ không thấy nhiều người thích lên cái bát nữa. Cái bát 2 bây giờ cái cắt lên nó ngắn quá. Dandy anh em ạ. À, thật ra xem Dandy vẫn cảm giác là rất hay. Cũng có những trận đấu mà Dandy đánh tốt, không phải là trận nào Dandy đánh cũng kém. Phá được cái rune nhưng mà sẽ bị kéo lại thôi. Vampire sử dụng cho mình đấu trưởng dồn đam vào luôn. Và tuy nhiên không ai có thể tiếp cận để có thể tiếp tục dồn đam vào người Lina. Từ về thành công anh đang bắt vào. Phá tốt, trùm CC và chết luôn. Làm nào mà lên. Đi mà so này cũng không hút. À, có mà. Có mà đau nhở. Đứng ở trong cái này là Zoshin. Gần như là mất luôn cái việc mà sở tách được viết hết mò 79 nha. Chúc mừng dần những bạn nào đặt 10 mạng hạ gục đầu tiên dành cho B8. Chúc mừng dần thôi. B8 đang dẫn 97 rồi. Con số 10 rất gần. Chẳng có gì phải sợ. Đúng là aura tôi hơi nặng. Trận chung kết của EG và IG thì tôi chúc mừng hơi sớm. Cũng không phải sớm lắm. EG thắng 2-0, xong game 3 dẫn mười mấy cát tiền rồi, ăn cả rách nít rồi. Thì tôi mới chúc mừng. Mà không hiểu sao EG lại gãy. Không, trận này tin chắc rồi. Đó, solo chết. Dandy. Dandy lại là người gánh. Dandy giả vờ đi con Nexgard thôi ông ơi. Cái trò này tôi thấy mấy ông streamer diễn suốt rồi. Đánh kém, chết. Xong giả vờ đi con Nex. Xong đến lúc quay lại, tao bị lag. Không, tôi biết solo ạ. Tôi biết. Giả vờ giả vịt. Sao quay lại đấy, bây giờ quay lại xong bắt đầu chat với cả team này. Lag quá, tao phải vừa đi đổi đường truyền. Tao chết rồi à? Không hiểu kiểu gì. Đang đứng đấy farm tự nhiên thấy bị disconnect xong rồi chết luôn. 200k á? 200k nào đấy? B8 win, donate super 200k bảo cảm ơn bạn Nguyễn Pin nha, thấy rồi, may quá. Có người anh em Thiên Thi nhắc không thì mít kèo mất. Cảm ơn người anh em nha, thấy rồi nha. Nốt vào ngay, Nguyễn Pin. Hút pin. Chết ngay. Thật ra thì solo chết người Gin ấy thì nó là chuyện bình thường mà. Tại sao solo phải diễn nhỉ? Việc mà solo chết 10 kin thì nó xảy ra liên tục ở trong những trận đấu rồi. Cứ mạng số 10 là thấy solo nằm xuống thôi. Nhưng mà không hiểu sao phải diễn làm cái gì anh ơi. Em lạ gì anh đâu mà anh phải diễn làm gì cho mất công ra. Đây rồi, solo đã quay trở lại để chúng ta có thể tiếp tục được trận đấu này. Nó sủi rất nhanh mà thôi. Cái con tinh to hai đầu này thì nó hơi chậm. Sao có số 5 mà không hy vọng nhiều. Đang cố gắng hướng đến cho mình cái veo thôi. Được, up lên veo hỗ trợ đam cho Lina với cả Viper thì ok. Sắp 5 thì không hy vọng nhiều đồ đạc gì cả. Lai Su L thì đang rất giàu nha. Chôn thì anh ta với rất là có Fury farm rất nhanh. Đã hoàn thành AC rồi. Ốc chết nhưng mà vẫn có cho mình một cái veo là ok. Đang dục dịch sờ mốc ở đây. Chờ con ốc sống dậy đi, sờ mốc. Uầy, đen đi được mớm tận răng luôn này. Support còn mua cho 3 cái cục hồi mana để hồi lại cho đen đi luôn. Chơi Dota sướng đấy nhỉ. Sờ mốc rồi. Di chuyển xuống với cả Lai Su L cũng như là Magnus.
để có thể boost cái trụ ở dưới boss thôi. À tốt vào combo Lina sơ tăng đi. Lina anh ta đã sử dụng sơ tăng trước đó để farm nên là không có thể trồng CC. Nếu không có sơ tăng thì chắc chắn là giết được Void Spirit rồi. Hơi đáng tiếc. Sờ mốc nhưng mà không có mạng. Blind Sooler thì đã lấy được cái trụ ở dưới boss rồi. Hay là Lina, Lina là người sờ tăng trước nhỉ? Tôi không quá để ý anh. Không nhìn rõ tình huống đấy. Có phải là Lina sờ tăng trước rồi không? Hay là anh ta sờ tăng grip ấy? Thật, đéo hiểu. Support cứ rình rình farm thôi, bực hết cả mình. Cày. Cũng mỗi cái sờ tăng thôi, khác gì mấy cái thằng chơi Miana suốt ngày Arrow ăn con quái rừng không? Đến lúc cần Arrow để combo cùng với đồng đội thì cứ binh là chưa có Arrow, tao vừa Arrow ăn con quái rừng rồi. Bực hết cả mình. Stun grip à? Má nó cay nhỉ? Tìm thấy solo, ui rồi nặng quá, mắc nớt rồi. Quá nặng. Từ phía ngoài này thì Trô đã lấy được mạng của Lina rồi. Bên trong Max đã lên bảng số và Trô đang đấm vào người của cặp đôi support sẽ chết rồi. Đèn đi phải, bật định đi và lùi ra. Một quả trứng là không hay đến từ Phượng Hoàng. Bài bách ra và ấp một quả trứng như một cái cần. Đèn đi với cái BKB 9 giây của mình thì đã TP về thành công rồi. Vẫn là lãi dành cho bên phía B8. 2-2. Nhưng mà Phượng Hoàng lại bài bách. Xong rồi ấp một quả trứng như dở hơi luôn. Vẫn ổn. Đổi thế là ok rồi. Đèn đi mất đi một giây BKB. Nó không sao. Phượng Hoàng không phải Phượng Hoàng của tôi rồi. Phượng Hoàng của tôi chết lắm. Anh chàng phở gà thì nên tôi một cái mắc nớt thôi. Cứ được mắc nớt. Có Timber so ở đây. Thò như Rumble với cái xác của mình. Và mắc nớt anh chàng vẫn sống sót nha. Và Lightspeeder đã lấy được mạng của Phượng Hoàng rồi. Mọi sự biết buộc phải lùi về. Mắc nớt chết. Và sẽ không đuổi tiếp vào cái con Timber so này. Nhưng chạy nhanh nhưng mà không. Void Spirit không về được. Khi mà bị Danny dí theo với cái lượng đam phép của mình. Dí mắc nớt. Trả giá ngay. Mất hai mạng. Mất mạng mít. Mất cả mạng con Phượng Hoàng đai bạch nữa. Ui dồi ôi. B8 đánh khéo thế nhở. Lightspeeder có thêm gì rồi bạn ơi. Cầm đánh rồi nhá. Tí thằng chôn nhá. Bật BKB không cẩn thận là dính cầm đánh đấy. Daddy đánh cứng quá anh em ơi. 7-0 à. Anh Daddy dạo này đánh hay thế. Đang di chuyển ép mát rồi. Thì tốt thì tôi thấy Viper của Daddy đang dình. Đang a dình cái con Timber Saw này. Một bình lượng đam của Daddy là không đủ nữa thôi. Sẽ đẩy len. Sau đó là Lightspeeder di chuyển lên với những người đồng đội và lấy cho mình cái trụ 1 ở trên top thôi. Không đủ nhá. Viper là không đủ. Có cho mình giày bay. Chạy nhanh. Không đủ nữa đâu. Lên giày bay là Viper đã đủ rồi. Đang lên gì đây? Xong kiểu tay ương à? Sang ghe và nếu mà chơi Atos Atir thì có đam tay là của Daddy chơi đam tay rồi. Thế phải xong kiểu tay ương rồi. Xong kiểu chéo rồi. Sang ghe and Yasha rồi. Trôn thì cũng vừa hoàn thành xong cho mình món đồ đó. BKB xong kiếm chéo. Và Fury. Mắc nước có Burling chưa nhỉ? Nãy giờ thì chỉ đi theo hỗ trợ. Mắc có Burling rồi. Ổn. Mắc nước này thì cần Burling là đủ rồi. Như thế rồi. Tôi chơi carry và được đồng đội gọi là phục vụ tận răng này thì tôi cũng chơi được. Sướng quá. Solar, Empower. Cả cái Blood Lust nữa thì quá phê. Lại là chở một con Lightspeeder ở trong. Mắc nước anh ta sẽ là người mở combat. Thế thì hơi khó. Nếu mà bắt mắc nước mở combat thì tôi nghĩ rằng sẽ không phải là một cái ulti quá đẹp đâu. Sẽ là một cái ulti một người thôi cũng được. Để có thể dồn chết người đấy càng nhanh càng tốt. Đang di chuyển. Và dưới con mắt của đối phương.
đầu kia bị phát hiện rồi và thôi sẽ làm cũng biệt cái cà bót nào rồi. Viper cố gắng bật cho mình cái Big Win để phong các quả trứng và đã thành công rồi. Line Sealer và đây là một cái ulti quá đẹp đến từ Mạng Lớn. Trồn lại đã kịp thời bật cho mình ulti lên đấm vào một con Line Sealer có cho mình cái cầm đánh sẽ làm hit rất nhiều, bị sờ tan lại, bị giữ chân và đó là Godline dành cho Dandy. Game đấu kết thúc ở đây rồi, chỉ giết được một con Orc mà thôi. Tuy là bên phía của team Noteki là người có vision nhưng tôi không hiểu là họ set up kiểu gì. Dandy rất quyết đoán, thấy quả trứng này nó không ở trong cái thành của đấu trường mà nó nằm ở trong cái đấu trường, anh ta bật BKB chạy thẳng vào để bắn quả trứng thôi. Và Lysler cũng follow với cái red của mình. Ba mạng chưa ăn đồ sàn vội bút trước, và với việc là Chôn không có bài bách thì có lẽ là bên phía của team 18 họ sẽ có cho mình cái rách này mà thôi. 40 giây là quá lâu, và bên phía của team Noteki đã có thể ghép được cái rách của team này. Ăn xong rách có thể xuống bot luôn, nhưng dưới bot thì đối phương không còn trụ hai nữa rồi. Làm nhanh đôi rách sau đó lùi về ăn đua sát và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 rồi. T8 đang đánh rất hay, cực kỳ bay ở trong trận đấu này. Vừa nói được câu thì mắc đất không bùi trượt rồi và đang bị nghĩ thật lại. Lại xuống rồi chết với lượng cao của team Bờ. Thôi xong rồi, cái gì vậy? Vừa bảo đánh hay và bay thì nó bay thẳng về nhà, nhưng mà đi theo đường hàng không chứ không phải là team đi về mà đi theo đường hàng không. Chết 4 người, Lai Suler máu thấp, bị team Bờ sử dụng cái Willing Death này chết luôn. Kéo lại 3k tiền, 7k giết TP và sẽ mất cả con đồ sạt. Ôi rồi ôi, B8 ơi, vừa khen dứt mồm. Điều đấy, như nào? Không phải tại tôi. Điên mất. Cái tám đánh này tôi điên mất. Đối phương không có chôn, không có trứng. Có mỗi cái đấu trường cũng như là cái con Voice Blitz có gậy xanh thôi, nhưng mà thôi vẫn là giết được 4 người. Tính là một mình anh Đen về được đúng không? Anh Đen về được. Anh Đen đi thành công di chuyển về, vẫn đang là 9-0. Nhà 4 ông đồng đội thì nằm xuống. Chịu, tôi làm gì đâu. Tôi không phải là người cầm chuột chơi đâu, tôi chỉ là thằng cutter thôi. Tôi làm gì có cái vẹo gì. Tôi xong rồi, mọi lợi thế của V8 gần như là mất hết. Họ chỉ đang có lợi thế đến từ việc ăn được rách của đối phương thôi. Netwood thì 2k không tính tiền nhá. Đối phương thì có Aegis. Và đây là con đô san thứ 2, nó sẽ có Sharp. Cái Sharp này dành cho ai đây? Sharp dành cho rất nhiều Sharp đây. Và team vừa so cả Mask thì có trước đó rồi, dành cho Chôn. Chôn bây giờ có thể búp thêm rất khỏe. Mắc nước thì sao, phải lùi về rồi. Hiệu combo trượt vào người Voice Blitz rồi. Đang có TD nhưng có sai. Và off của đâu kia sẽ là người phải nằm lại rồi. Ganh không thành công, mất đi sau mắt số 5 và V8 buộc lùi về. Chi thì chắc là Voice Blitz cầm. Chôn thì có cho mình Aegis. Mất hết rồi. Trận đấu lại cân rồi. Hai lốp của tôi, Nguyễn Pin ơi, hai lốp của tôi đang rất lung lay. Hỏng. Anh đang đi ơi, em xin anh cố gắng. Vì gọi là tiền mua sữa cho super. Em xin anh đang đi ạ, xin B8 đánh hay một tí đi, đánh cẩn thận đi. Chứ chắc là cũng không ai là fan của Noteki rồi. Bây giờ còn ai là fan của Solo nữa đâu. Bây giờ chỉ còn có fan của Dandy thôi. Cố lên B8 ơi. Super đang ở nhà hết tiền mua sữa cho nó uống rồi đây. Aegis này còn mới nha. Bên phía của team Noteki họ không cần phải vội đâu. Hay mình quay đầu của Vũ Noteki à?
trận đấu này thì Nozaki thì họ chỉ nhả một lát thôi. Trận đấu còn nguyên. Thậm chí là bên phía Nozaki là người dẫn. Khi mà Chôn có Egypt, Void Spirit thì có cho mình đó là một cái chi. Chưa kể có bắt tổng thì Nozaki mạnh hơn. Họ có một cái đấu trường, họ có một quả trứng. Một quả trứng của Phượng Hoàng thì đã là 2 điểm rồi. Rất khó để phá, thậm chí là sắp có 3 điểm trứng rồi. Thảm. Giống có cái 3 lắm. Một rách không ý nghĩa gì cả trong cái trò Dota này. Một rách chẳng để làm gì sau 33 phút thì đấu cả. Mắc nớt này thì BKB không có. Tí mà có AP được thì đối phương dựng cái đấu trường lên thì cũng không thể hút ra được. Đây rồi, đang sở mốc di chuyển. Và các thành viên bên phía B8 họ biết họ đã lui về. No Fear thì không. Potty to hai đầu tương đối chậm chạp và anh ta bị kẹt lại ở đây. Sẽ là cái chết thôi. Dandy đang cố gắng trả ra, bắn vào người Timbersaw không đau. Tại thời điểm hiện tại thì cái con Timbersaw này đang rất là cứng gáp rồi. Viper của Dandy thì lên đồ hơi... Người này người kia à? Người ông người bà à? Lên đồ gì đây? Châm đánh lại truy xét. BD rồi, đây là con Viper BD. Người ông người bà. Một chút tăng phép. Như Talon lại lấy đam tay. Đây, Talon thì toàn là đam tay. 70 đam, attack speed, attack range. Nhưng mà lên đồ thì lại lên đồ phép. Ui dồi ôi, Dandy ơi, anh BD đấy. Xong tu à? Chơi cả hai đường này. B8 trận này khó thắng lắm. Đang tôi thấy là cái cách dùng tiền của Dandy đang là không hiệu quả nha. Người ta thì tập trung vào một thứ thôi. Đây Dandy cái gì muốn. Vừa muốn có bước chân, vừa muốn có đam phép, nhưng mà tôi lại muốn có cả đam tay. Thậm chí là tôi cũng tăng được luôn. Đây rồi, tìm thấy cái voice split anh ta kịp thời bấm chi. Nó đang tự lốc bản thân lên, đang có trứng ra. Các thành viên bên phía team bên phá phải sủi thôi. Lại xù lờ bật BKB và anh ta đang chạy, không thể chui vào người của Viper được thì đã hết ulti rồi. Đang có dí theo đến từ team Timbersaw. Lại xù lờ anh ta có thể quay trở lại với cái rách của mình. Và voice split anh ta bị ùn ra, mắc đất làm gì vậy? Để nguyên đấy thì có phải là chết được con voice split rồi không? Lại xù lờ đang đánh ngược lại. Chôn bị gài, đã buộc phải sử dụng cho mình ulti. Đang bị cầm đánh và lốc lên. Có giữ chân, có rất nhiều sờ tăn ở đây và trốn chết rồi. X-Vampire đang trốn trên đồi. TV được, ok. Nhưng một cả mắt lên là tương đối muộn màng đến từ Nofia. Vẫn là chiến thắng combat. Rất tay đến từ Lysuler. Một cái BKB, nó khiến cho trốn bất ngờ. Và con trốn này thì không hề có búa bát. Không cứ bật BKB tôi chạy thôi. Voice Rift cố gắng combo nhưng mà Lina đã kịp thời lốc bản thân mình lên rồi. Và bây giờ thì Voice Rift anh ta phải sủi rồi, bị tìm thấy. Sẽ có truy xét ở đây và vĩnh biệt Voice Rift Beyond Godlike dành cho Dandy. Chiến thắng đang ở rất gần B8. Cả Voice Rift cũng như là Chôn, hai co chính bên phía của Nozaki thì đều không hề có tiền bài bạch. Xong rồi, nó sẽ là cái rách thứ hai ở dưới boss và tiếp tục là cái rách thứ ba ở trên top thôi. Lên đồ rất hay đến từ Lysuler. Với việc là có BKB, có rách, gần như là anh ta ở trong trạng thái không bị disable. Đâu đó phải khoảng độ 20 giây đấy nhở. 9 giây của BKB với cả hai lần rách. Mát bị ủn ra lên bảng đỉnh số ngay lập tức. Và Phượng Hoàng kho thì không để làm gì cả. Quá hay. Con Lysuler đánh uyển thật sự. Dandy thì trận này là điểm 10 cho chất lượng rồi. 10 không, Acid 9. Còn gì để phàn nàn nữa ạ. Anh tôi trận này đánh quá hay. Đã làm đây ra clip. Chính là Chôn như là Boy Split còn chưa sống dậy thì xét vào để harass vào người của anh chàng DK của Bò. À không, đây là DK của Tài. Anh chàng này là DK Forgot, chứ không phải là anh chàng ngày xưa là có anh chàng DK Forbot. Thì là hai người khác nhau. Forgot này thì trẻ hơn, sinh năm 2000. Còn DK Forbot thì là già hơn, thì như giải nghệ rồi. Cũng có một thời đánh cho Navi ấy, nếu anh em nhớ. Anh em xem từ ngày xưa thì sẽ biết. Đánh hay đánh con Spirit Breaker ấy, con bò điên ấy. Đánh con bò điên đi offlane.
chậm lại một tí đến từ B8. Gần như là trận đấu này thì B8 đó họ đã bỏ túi rồi. Bây giờ thì cứ bình tĩnh thôi, đừng để tiền rơi. Thắng đến nơi rồi, không vội. Cứ di chuyển về để mua nốt những cái món item cần thiết. Và sau đó có thể là chờ đợi đô sang cũng được. Đô sang này cũng sẽ có thôi, 2 phút. Nguyễn Pin ơi, đây, để tôi đánh cánh tốt ra. Nó phải là viết liền bạn ạ. Đó, nó phải là viết liền. Tôi chê tạo ra thôi. Tôi chê anh Andy là vì miếng cơm manh áo. Tôi chê anh Andy là để được hai lớp của bạn Nguyễn Pin, để có tiền mua sữa cho con super nhà tôi. Tôi chê gì anh Andy? Tạo ra mà, chết ngay. Tạo ra cái là nó tích kỳ tăng ngay. Mega cứ đít rồi, đấy làm gì làm đi. Cứ rú rú ở nhà mà đét, tôi chưa làm gì được bây giờ. Thế lên sân đốt này, sắp bóp cầm thôi. Bóp cầm. Món đồ này là của sắp 5. Đây rồi, ulti 3 người, truy xét 3 và có sở tăng 3 đến từ Lina. Ngay lập tức là cặp đôi Trôn cũng là Max lên bản đến số. Team Berserk đánh đang kịp thời đu đi. Một quả trứng ở đây không để làm gì cả. Thì ở bên phía của team Noteki họ đã hết đam rồi. Void Spirit thì thoát ra được. Mà team Berserk thì sao? Bị phát hiện ra đến từ anh đen rồi. Mà không, B8 họ không muốn dí tiếp. Họ sẽ quay trở lại để có thể kết thúc trận đấu này. Một con mắt cắm ra là quá tốt. Và với con mắt này thì Magnus gần như là chỉ việc bật vào và ulti 3 người thôi. Quá tuyệt vời. Ủn được cái con điện ra. Kết thúc thôi, ok. Ốc chết để làm gì? Trôn bài bắt ra. Nhưng mà làm gì đây? Lai Sư Lờ đang quá khỏe. Trôn đang cai thì anh ta đã dính ulti của Viper rồi. Lai Sư Lờ bình tĩnh. Magnus đã chết. Ốc cũng đã lên bảng được số. Đối phương bài bắt gắt quá. Về B8 mặc bình đấy. Lùi về ăn con Doosan đi. Doosan số 3 của trận đấu rồi. Doosan này là có đầy đủ rồi đó. Chưa, Doosan số 4 vẫn đầy đủ nhỉ. Doosan này thì hoặc là đi vét sạc, hoặc là một cái dậy xanh thôi. Chưa đầy đủ. Và ăn xong con Doosan này thì bên phía của B8 họ cũng đã có quá nhiều lợi thế rồi. Đen đi một trận đấu 11-0, 11. Chỉ số đó gọi là perfect. Kiếm bướm rồi nhá. Kiếm bướm với cả áo choàng Eventonic rồi thôi. Siêu mít luôn. Không có MKB không? À, nó có MKB. Anh ơi, sao nó có MKB từ đời nào rồi mà anh lại lên kiếm bướm đấy? Nào, ăn luôn săn trộm và không được đâu. Lysler rất khỏe. Anh ta đã buộc phải sử dụng cho mình. Đây là cái rush thôi thì phải. Đúng rồi, chỉ là deck thôi chứ chưa phải là BKB. Vẫn đang là rất chảy cối đến từ bên phía Noteki. Nhưng nhìn kìa, Grip đang tràn vào bay. Và một con Phượng Hoàng thì nó không dead được đâu. Noteki buộc phải lui về để dead nhà rồi. Và như vậy thì các bạn về thì mình xin con Doosan nhé. Cảm ơn nhé. Bạn ơi, về dead nhà chính đi. Nhà thì như cái sân bay rồi, vẫn cứ đẩy vào đây. Hoài sử dụng cố gắng cướp anh cắt cướp được cho mình với Egypt. Mình đang bị lốc lên, độ thổ được hay không đây? Lốc ngược bản thân mình lên một lần nữa. Và như vậy đã bị một cái truy xét rồi. Cái truy xét của Dandy là căng nha. Và cái mạng số 2 này, số tăng thanh đông thổ sẵn. Bạn Hải chết ngay. Lina, anh ta tham mình tốt. Trộm gà bắt chó với chúng tôi. Ngay lập tức phải bỏ lại hai mạng. Anh ta có cướp được gậy xanh không? Không, cái gậy xanh này tự lên. Gậy xanh dành cho Lina tự lên. Ơ, thế nào đó, cái refresh xả bắt đầu rồi. Con này Roshan thứ 3 mà. Phải là refresh sạc, phải là lại xanh, không thấy đâu cả. Tôi bỏ đi, không sao cả. Khi mà trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Bên phía ở Noteki họ vẫn muốn chơi một con mắt cuối cùng. Đang lên vào Lysler, Lysler bị giữ chân. Thôi xong rồi, Lysler lên đảm đến số. Up cũng đã chết. Manor phải bật BKB và chạy. Thì nó đen đi thì đang phải cắm đầu cắm cổ để lùi về. Ok, được hỗ trợ đến từ Lina thì lốc được cái con Void Spirit lên. Nhưng mà không, đối phương vẫn đang truy anh thôi. Anh tôi bật BKB và anh tôi TV về. Ok. Chưa thắng với cái thằng Noteki này. Chai ăn đi.
mình trong lúc chờ đợi bên phía B8 sống dậy để kết thúc trận đấu thì mình xin được cảm ơn người anh em Nguyễn Thanh Sơn vừa đã donate cho tôi 100k qua Vietcombank. Cái gì thế, like xin lỗi ơi, má bỏ cái chi lên ông ơi, bỏ cái chi lên, cần tôi bỏ hộ không? Này đấy, thao tác là như này, cầm vào cái chi kéo lên thay cho cái dây phây, thế thôi bạn không làm được nữa. Nầu Tây Kỳ đang tràn lên để ép bài bách rồi. Mà chắc chắn là không việc gì phải bách cả. Còn 3 người Ox sắp sống dậy là 4 người. Không việc gì phải bách cả. Không sao anh em ạ. Đây là Dota. Lợi thế Mega Grip là lợi thế tuyệt đối. Nó không giống những cái tựa game khác. Những cái tựa game mà tự nhiên cái nhà lính lại biết mặc lại. Không, không, không. Đây là Dota. Lợi thế Mega Grip là lợi thế tuyệt đối. Nó sẽ không bao giờ bị thay đổi theo thời gian của trận đấu. Cứ bình tĩnh thôi. 43 phút dẫn 20 ta tiền. Chẳng có gì phải vội cả. Anh em yên tâm, nhà lính trong này không biết mọc lại đâu. Mega Clip càng ngày càng khỏe. B8 đánh cẩn thận thế, lại trốn rồi. Farm buyback à? Được, farm buyback đi cho nó chắc cốp cái. Xe đồ dừng tí. Xe đồ tier 4 có gì gọi là hit hop để cho bên phía đâu tất kỳ họ lập được không? Cơ. Một cái spare vision, void spirit. Cũng có ống nhòm. Bên này để kiếm 5 cách để cho Light Sealer. Một cái time relic, được. Dây chuyền con chó cũng là một cái ống nhòm. Dây chuyền con chó là đồ tier 3 thôi. Tiếp tục đẩy lên đến từ bên phía B8 rồi. Không muốn dừng bạn, đối phương đủ đồ nha. Đang lên vào người của Mát ta sẽ là chết luôn với Naguna và lên quá nhanh. Mắc nữa tìm thấy Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng lên bảng số, không có backup. Bây giờ Boy Spirit đang tràn vào. Trồn bật tình hình này càng chưa tìm thấy mục tiêu. Đang cố gắng đưa ra một người live xuống lớn không. Mục tiêu là trồn bị dồn ngược lại rồi, bị cầm đánh. Bật cho mình ulti lên nhưng không, chết ngay lập tức. Khi mà kết thúc cái ulti của mình và bây giờ sẽ là chiến thắng dành cho bên phía B8 rồi. Lightsinger lần này đã không chết được rồi. Dandy đang bắn cả thế giới, triple kill dành cho Dandy. Và sẽ là Unchakin không? Nào Lightsinger, đừng cắt ra. Unchakin dành cho anh tôi. Unchakin, Unchakin dành cho Dandy. Nhưng mà không có damage khi mà cái thằng Lightsinger phá nhà rồi. Cày thế nhở, thắng rồi. Để im vào giết thằng Tiberso để cho Dandy có một cái ram bết thì làm sao? Vâng, lâu lắm rồi Dandy không có một cái ram bết nào. Vâng, nếu mà ram bết của Dandy thì chắc nó phải cách đây khoảng độ 3-4 năm trước rồi. Để cho anh tôi có một cái ram bết thì làm sao? Một trận đấu quá tuyệt vời rồi. 15-0-13, thêm một cái ram bết thì sẽ là một trận đấu trọn vẹn dành cho Dandy. Nhưng mà không, Lightsinger nó bảo không, tao phá nhà. Thế thôi. Má thằng Lightsinger, thằng ôn con này, chúng nó chết hết rồi, phá nhà làm cái gì? Cày. Má Dandy đánh một trận mắc bêu 32k network. Nó lại là cao nhất bản đồ luôn. 32k network. Đam điêu ra xem nào. Đam điêu ra vào Hero à, kém thằng Light Sealer một tí. Kém 1000. Đam vào công trình thì thôi, con này không bắn gì à. Quá căng luôn. Trời, anh em nhìn cái chỉ số này thì nó gọi là vô địch không? Nó là vô địch chiến thần. Đây, đây là tổng thời gian chết của những hero ở trong trận đấu. Thằng Ox, thằng Nofia. Game được bao nhiêu phút? Game được 45 phút. Thì ông Ox này lên bảng điểm số 8 phút. Thậm chí là nhiều nhất cả trận đấu luôn. Đối phương không ai nhiều bằng. Đây, chôn lên bảng được 4 phút liền. Anh Dandy. Không, cả trận đấu đều phải hoạt động. Khổ thân anh Dandy thật. Tôi thương anh Dandy quá. Cứ như con Ox đi. Thì đây, khi nào chết thì ra tab Facebook, rồi ăn cái bánh, uống cốc nước, ra được nghỉ ngơi. Anh Dandy có được đâu. Anh Dandy phải chơi cả trận đấu. Anh Dandy không chết lần nào. Cả trận đấu phải hoạt động. Khổ thân anh Dandy. Đã già rồi, vẫn phải gánh team. Và đây rồi, mình đã nhận được Nguyễn Pin à, đúng không anh em? Nguyễn Hoàng đăng trích. Ôi, tên bạn đỉnh cao ấy, 4 chữ liền. Tôi ước mơ có một cái tên 4 chữ.
Tên tôi chán quá, Nguyễn Trung Hiếu. Cảm ơn người anh em Nguyễn Pin nha. Mình đã nhận được rồi, 200k qua Momo. Cảm ơn người anh em rất là nhiều. Trời này đang đi gánh tim quá. Hay quá, hay quá. Quân 2-0. Và sẽ là chờ đợi đến 11 giờ để tiếp tục trận đấu tiếp theo thôi. Ôi quên mất, bạn em không đổi này, thôi thôi, chẳng sao đâu. Trận đấu số 2 của chúng ta trong ngày hôm nay là một trận đấu của... Từ từ đấy. Tôi cắt lại trận game này đã.